Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu hiệu tuyển chọn. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục lên cho anh em siêu phẩm hàng áo polo nhà mình nhá. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục lên cho anh em 40 mã áo polo, đồng giá là 299k cho một sản phẩm. Free ship toàn quốc cho anh em nhá. Thì anh em về thì có thể là nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái giúp mình nhá. Thì nếu mà không vừa hoặc là không ưng với cái mẫu mã đó thì là vui lòng là thanh toán lại giúp mình 30.000 cho shipper để shipper gửi hoàn về shop giúp mình nhá. Đấy. Thì hôm nay thì mình sẽ vẫn xin phép anh em một phút nhá, giới thiệu anh em sản phẩm tất thể thao của nhà mình. Đấy. Thì là tất của nhà mình thì là hàng thể thao nhá, hàng tất thể thao, hàng Việt Nam xuất dư. Đấy. Thì là có màu đen, màu trắng này. Đấy, thì có tất của Nike này, của Lightning này, của Yonex này. Đấy. Thì cái hàng tất nhà mình, ví dụ như dòng tất của Nike này là dòng tất Dry Fit nhá. Đấy. Thì dòng tất này thì là nó có thêm cái đệm bông ở dưới lòng bàn chân này, giúp cho anh em tập thể dục thể thao này, hoặc là mình phải đi giày cả ngày ấy. Đấy, thì là nó sẽ êm chân hơn, giúp nói chung là bàn chân nó rất quan trọng ấy. Khi mà chân đã êm rồi thì là cảm giác nó khỏe khoắn hơn. Ngoài ra thì là ở phía trên này nó cũng có một lớp lót, lớp gọi là thoáng khí này, để cho anh em đỡ mồ hôi chân, đi đỡ bị nóng. Tất thực ra ngoài ra nó còn rất là ôm chân nhá. Đấy. Con tất này của mình là hàng mới 100% anh em nhá. Tất mới 100%. Có cổ cao và cổ thấp này. Giá thì là 40.000 một đôi nếu mà anh em mua lẻ. Thế còn nếu mà mua cùng hàng nhà mình thì mình cũng chỉ bán là 30.000 cho một đôi thôi. Mua 5 đôi thì là giá là 150.000. Và mua 10 đôi thì là 300.000, mình sẽ free ship nhé, cho anh em nào mua từ 10 đôi trở lên. Đấy. Rồi, tiếp theo thì là mình sẽ lên sản phẩm chính ngày hôm nay anh em nhé. Mã đầu tiên này, mã đầu tiên một em Blackberry này, Blackberry này. Con này là phiên bản đen này, Black Label, form size số 4 của Blackberry này. Con này thì là độ mới của nó phải tầm khoảng 90-95% anh em nhé. Độ mới rất là cao, Blackberry. Logo của nó này, màu rất là đẹp nhá, màu xám bạc cực kỳ đẹp luôn này. Cúc này, cúc kiểu cúc ngọc trai, óng ánh ngọc trai này. Thế còn là về bên bên cổ áo này, nó làm cái màu trông rất là sang nhá. Dòng đen của Blackberry này, anh em mặc con áo này cực kỳ sang trọng luôn. Chị em thì có rất nhiều quần áo để ví dụ mình đi tiệc, đi sự kiện ấy. Nhưng mà anh em thì thực ra là con trai thì nó cũng ít lựa chọn hơn. Nhất là cái mùa hè này ấy, anh em mặc cái con áo này đi sự kiện thì tuyệt vời. Con này mã P41 này. Vai 54, ngực 60, dài 69. Con này em bán 500 nhá, 500.000 cho anh em thôi, cho anh em chơi. Vai 54 này, ngực 60, dài 69, mã P41, Blackberry anh em nhé. Blackberry này, đã con này rất là mới rồi, cực mới luôn. Con này thì cho anh em nào khoảng 6-70 cân nhé, 6-70 cân, 1m68, 1m72 mặc cho em là rất đẹp nhé. Đấy, anh em nào tầm khoảng đấy, mã P41 này. Mã tiếp theo này, mã tiếp theo một em của Chet này, hàng Mỹ này. Con này thì mới phải tầm khoảng 97-98% nha anh em nhé. Áo cực kỳ mới luôn. Đấy anh em xem này, cực kỳ mới luôn, US Chest này. Đây, cái cổ áo này không khác gì áo mới luôn. Chất liệu cốt tông cực kỳ sờ, cực kỳ thích luôn. Màu trắng này, kiểu đơn giản cho anh em nhé. Đơn giản mà con này mặc cực kỳ sang luôn. Mã P42 này, vai 48, ngực 55, dài 65. Cho anh em nào khoảng 55-65 cân nhá. 55-65 cân, 1m63, 1m70 mặc giúp em. Con áo đơn giản thôi nhưng mà nó phối màu giữa cái cổ này và cái cúc này, trông cực kỳ sang luôn anh em nhá. Chất vải anh em nhìn, chất vải này, mới không tì vết luôn. Mã tiếp theo này, một em của Chet này. Chet dòng Rap Lauren, con này made in Việt Nam. 100% cốt tông anh em nhé. Đây, logo thêu này.
logo theo chữ C này của hãng này. Con này thì độ mới nó khoảng độ tầm 85-90% anh em nhé. Áo to này, con này màu hồng này, màu hồng này kết hợp với cái màu xanh đậm này. Mã P 43 này, vai 53, ngực 62, dài 75. Cho anh em là khoảng cân 70-80 cân này, khoảng trên 1m75 cho em nhé. Trên 1m75 mặc mới vừa được. Này, áo to, form size L nhưng mà kiểu L châu Âu ấy, rất là to. Này, con này nó không có tag bên trong. Mã tiếp theo này, một em Tommy Hai Finger form size XL này, cũng kiểu form size to anh em nhé. Form size to cho anh em này, màu cực kỳ đẹp luôn. Mỗi cái là con áo này hơi to, hơi kén người mặc. Đây, logo thêu của Tommy này. Form size XL con này made in India nhé. Anh em xem chất vải này, con này cũng chất vải cốt tông nhé. Cốt tông chúng ta là nó sẽ bị gọi là hơi nhăn anh em, về giặt thì là nó mới phẳng mới được. Mã P44 này, vai 59, ngực 67, dài 89. Con này anh em phải trên 80 cân giúp em nhé. Trên 80 cân và phải khoảng độ trên 1m8. Trên 80 cân mặc giúp em. Mã tiếp theo này, một em Dunhill này, hàng made in Italia nhé. Em cũng không hiểu sao cái thương hiệu Dunhill này nó lại giá áo lại đắt như thế, mà trong khi thực ra là chất liệu này thì nó cũng gọi là chất liệu cốt tông thôi, không có gì là gọi là chất liệu mà quá ghê gớm cả. Màu áo thì đương nhiên là cái màu này thì cũng là dễ mặc và đẹp rồi. Nhưng mà không hiểu sao em search trên trên trang web của nó áo toàn 700-800 đô thôi. Con này 100% cốt tông này. Này. Ăn hưu này. Đấy, thực ra thì con này thì cũng rất là mới thôi nhưng mà tầm giá 300 em thấy là hợp lý. Đấy. Chứ thực ra là áo mới nó đến 700-800 đô nhưng mà thực ra là để mà những cái con áo mà chất thì em thấy nhiều con chất nó còn đẹp hơn mà nó còn mát hơn so với này. Mã P45 này, vai 56, ngực 58, dài 74. Hay là bên Italy là nhân công nó đắt, thành ra là áo made in Italy thì nó đắt hơn, khả năng cao như vậy. Vai 56 này, ngực 58, dài 74, mã P45 nhé. Mã P45 này. Con này thì là cũng khoảng 70-80 cân giúp em nhé. Trên 1m75 mặc cho em. 70-80 cân. Mã tiếp theo này của LL Bean này, con này vải rất là dày dặn nha anh em nhé. Vải rất là dày dặn này. Đấy, con này mà mùa hè thì anh em nên anh em nào mà đi làm trong cái điều kiện là thời tiết là có điều hòa thì hoặc là đi ô tô thì lên mặc con này hơn, chứ con này thì vải nó em thấy nó dày dặn quá. Em áo bin này, cái con chất áo đấy không phải bàn. Đây, cúc bên trong này, cực kỳ là tinh tế luôn con áo này. Rất là đẹp luôn. Made in Peru nhá. Hàng made in Peru này. Màu này rất là đẹp này. Chất liệu cốt tông. Mã P46 này, vai 49, ngực 53, dài 72, tầm 6-70 cân nhá. 6-70 cân, 1m68, 1m75 mặc cho em. Con này thì thực ra là áo mới nó cũng phải tầm 90-95%. Nhưng mà chất liệu của nó thì nó chất liệu dày. Nhưng mà anh em mặc mùa hè thì nên cân nhắc. Anh em nào mà phải làm điều hòa hoặc là điều tô đấy, thì lên lấy con này. Chứ còn thực ra là con này mà mặc thời tiết mùa hè thì không nên. Rồi, một em hét đây. Con này mặc mùa hè tuyệt vời. Hét này, form size 3L. S, áo dòng áo tennis. Tennis thì nó là một môn thể thao nặng rồi. Đấy, nên tất cả những con áo của Head hoặc con áo dòng tennis thì mặc cực kỳ mát luôn. Đây logo thêu này. Head này, thêu này. Con này thì còn nguyên tác ở store. Đây. Nguyên tác ở store. Độ mới thì không phải bàn rồi, chưa ai mặc bao giờ. Head này. Màu xanh thì con này nó gọi là nó thêm các cái kiểu dàn di này, rất là đẹp nhá. Màu xanh đen. À đâu, màu con này màu gọi là màu xám đậm thì đúng hơn. Mã P47 này, vai 57, ngực 66, dài 76. Cũng khoảng 70-80 cân cho em nhé. 70-80 cân. Cao khoảng độ 1m75 trở lên nhé. Đấy. Chất liệu của hét này thì là cực kỳ mát rồi. Này.
mã đấy là P66 à đâu P47. Tiếp theo này mã P48 này anh em này, một em Adidas nhá, chất liệu cốt tông nhá. Adidas này là không phải áo polo thể thao mà là Adidas chất liệu cốt tông, logo theo Adidas này, theo Adidas này. Đấy, FFF này, kiểu áo của Pháp ấy, đội tuyển bóng đá của Pháp. Đây, theo con gà rất đẹp. Anh em nào mà thích kiểu áo kỷ niệm ấy, rất là hay này. Rất đẹp luôn. Cúc này. Mã P48 này, vai 48, ngực 58, dài 76. Cũng khoảng 7-80 cân nhá, 7-80 cân trên mét trên mét 7 cho em. Trên mét 7 cho em nhá. Đây đằng sau nó cũng là logo thêu này. Con áo kiểu như này thì anh em có thể là mua về để kỷ niệm ấy, mua về kỷ niệm được, sưu tầm. Áo rất là đẹp. Không nhất thiết phải mặc. Ghép này, hàng made in Việt Nam nhá. Ghép thì chất liệu cực kỳ thích rồi. Con này chất liệu cốt tông. Thiết kế các cái đường kẻ ngang con áo này, làm điểm nhấn con áo trông rất là đẹp. Này màu xanh đậm. Form size M này, made in Việt Nam nhé. Con này là mã là P49, vai 49, ngực 57, dài 70, khoảng 6-70 cân nhé. 1m68, 1m75 mặc giúp em. Anh em nào mà cẩn thận thì khi mà đặt chốt áo ấy, nhắn luôn cho em cái cân nặng chiều cao. Đấy, thì là để em áng áng luôn áo nó có vừa không. Tránh trường hợp anh em về mặc thử xong lại không vừa ấy, đổi đi đổi lại mất. Rất mất công. Polo này, tiếp theo mà em polo này. Polo này, môn thể thao bắt nguồn cho dòng áo polo. Đây. Cúc rất nó làm cái túi rất là đẹp này, theo logo polo này. Cúc này. Bên trong cổ áo này, nó lại cũng điểm nhấn này, nó có thêm các cái đường sọc này. Sọc đỏ vàng rất là đẹp. Con này form size M này. Form size rất là vừa với người Việt Nam mình. Con này mới nó cũng phải trên 90%. Mã P50 này, vai 48, ngực 54, dài 69, 1m63, 1m70 nhá. Con này thì tầm 55-65 cân là mặc vừa ạ. Tác của nó đây, rất mới luôn anh em nhé. Mã tiếp theo này, một em của Takak này. Áo, cái dòng áo này thực sự là cái thương hiệu này nó làm áo rất là đẹp nhá, rất là tỉ mỉ luôn. Con áo này thì là màu xanh này, cúc nó anh em nhìn đẹp không, cúc này ba màu này, form size L nhá. Đây cúc này nó làm rất là đẹp luôn. Con áo này thì là ngoài ra nhá, ngoài ra cái mặc cái kiểu này thì là anh em là có thể mặc thêm cái kiểu cổ tàu ấy. Đây cho anh em xem. Đây, nếu anh em nào thích mặc polo mặc kiểu này này. Đấy, ngoài ra thì nếu mà không thích mặc polo này, thích thay đổi này. Đấy, ví dụ hôm qua mình vừa mặc rồi, mà không muốn thay áo. Đây, anh em có thể mặc kiểu cổ tàu như này. Đấy, cổ tàu, mặc vào trong, thành cái cổ tàu. Đấy, mua một con áo lại được hai con luôn. Hai áo luôn. Bên tay áo này. Đấy, không thích thì mình có sắn lên này. Thích kiểu khác mình sắn lên này. Đấy. Rất đẹp luôn. Con này chất liệu cốt tông nhá. Đây, cúc này. Cúc lại còn có cái móc ở đây này. Đấy, rất đẹp luôn. Mã P51 này, vai 47, ngực 53, dài 70. Con này cũng khoảng 55-65 cân nhá. 1m63, 1m70 mặc cho em. Con áo siêu chất luôn. Nói chung là nhiều khi là những cái con áo mà em đi khui kiện ra ấy, thực sự là để mà bây giờ mà đi tìm mua con áo mới như thế này thì không biết là mua ở đâu. Đúng kiểu như này thực sự là không biết tìm mua ở đâu. Mà giá thực sự những con áo này thì thực ra là tìm được thì em nghĩ là chắc giá cũng phải giá trên trời. Madison Walker này, con áo màu áo cốt tông này, form size M này. Rất đẹp nhá. Hãng thương hiệu của châu Âu. Con này có túi này. Túi này. Màu này rất là nhã nhặn này, các anh các chú mặc này. Mã P52 này, vai 49, ngực 55, dài 71 này.
cũng khoảng 6-70 cân nhá, 1m68, 1m75 mặc cho em. Đây, con này một cúc này thì là dọc này, này ngang này, chỉ ngang này, tác này, form size M này, cúc dự phòng này, rất mới luôn nhá. Tiếp theo này, một con áo kiểu dòng áo chất liệu polyester này. Con này thì chất liệu giống hệt cái con áo hét vừa rồi nhá, chỉ em sờ con này thấy còn mát hơn. Dòng áo thể thao, polo thể thao cho anh em này. Đấy, anh em thích kiểu chất liệu thể thao mặc mùa hè mát. Đây, logo theo này rất đẹp luôn, hình con heo cực kỳ đẹp luôn. Con này của Efficor Home, form size áo là form size số 3, giống kiểu các cái dòng áo châu Âu như kiểu Lacoste ấy, Lacoste Burberry nó cũng hay form áo theo số chứ nó không theo form size SL. Con này không có túi thôi, cúc của nó là anh em nhìn này, cúc màu xanh này, ui cúc con này này đẹp không. Mã P53 này, vai 49, ngực 56, dài 70, cũng khoảng 6-70 cân nhá, 6-70 cân này, tầm 1m68, 1m75 mặc giúp em. Con áo cực kỳ mát luôn. Đây, tác con này thì hơi bị mờ một chút. Về chất áo thì anh em không phải nghĩ, cái chất liệu này mặc cực kỳ bền luôn. Mã P53 này. Mã tiếp theo này, một em áo dòng gốp này, form size XL này, dòng áo gốp anh em nhé, logo thêu rất là to và đẹp luôn, hai bên đều là logo thêu này, hai bên đều là đây, bên này chữ ký thêu này, bên này thế này, bên này cũng thêu này, California kiểu Mỹ. Đây áo này, trên này này cũng có họa tiết in này, anh em thích kiểu như là mặc trời nắng quá mình kéo cái cổ áo lên thì nó cũng có họa tiết ở sau cổ áo này. Đấy, đằng sau này cũng là họa tiết in này. Đấy, bên này thì là đây, nó làm rất dày dặn này, chỗ slim fit này này. Con này mới, nói chung là cũng phải 95%, cực kỳ mới luôn. Con này của Gotchagon này, đây anh em nhìn này. Cái màu xanh thì rất là dễ mặc rồi, đây, dưới xẻ áo này nó lại còn đây, màu như này này. Đấy. Mã P54 này, vai 51, ngực 57, dài 75. Con này cũng khoảng 70-80 cân nhá, khoảng mét trên 1m72 mặc cho em là đẹp. Quần áo cực chất luôn. Đây, cúc dự phòng này rất hay. Mã tiếp theo này, một em của Gretchen Coupe này. Con này cũng vậy này, con này cũng kiểu như là dòng áo gốp ấy. Đây này, chất liệu là chất liệu cốt tông này. Đây, cúc này nó giống của con Takan vừa nãy. À sorry anh em, con này không phải gốp nhá, này không phải gốp. Đây, con này ý em là nó giống cái kiểu cổ ấy. Đây, cổ này, nó làm ba màu này, cổ áo này. Đấy, mình mặc áo ngày hè mà mình thích kiểu đỡ nắng vào cổ này. Để mà cái kiểu cổ gạt lên này, cúc con này làm rất đẹp này. Red Coupe này. Con này mới nó khoảng 90% anh em nhé. Bên này là đường chỉ thêu này, hai bên này, bên này một bên áo này, bên áo họa tiết này đỏ trắng xanh này rất là đẹp nhá. Bên này thì không có này, con áo nó cực kỳ hay này, cực kỳ điệu luôn. Mã P55 này, vai 47, ngực 52, dài 67 này, dài 67 nhá. Thì con này khoảng 55 đến 65 cân này, 1m63 1m70 mặc giúp em mà đẹp. Red Coupe form size L châu Á này. Này, con này thì nó không có cúc dự phòng. Một mã tiếp theo này, của em của Adidas này, chất liệu cốt tông nhá, Adidas này. Con này là form size M anh em nhé, form size M này. Logo thêu này, màu này giống màu con Blackberry đầu này. Áo thì áo màu đen rồi, màu đen thì nó dễ mặc rồi. Con này là mã P56 này, vai 56, ngực 66, dài 79. Con này cũng phải 70-80 cân giúp em nhé, trên 1m75 mặc vừa. Áo cốt tông mát lắm, kiểu cốt tông lạnh ấy. Tác tiếc đầy đủ hết. Mã tiếp theo một em của Rockpacker này.
Packer này. Cái chất liệu vải này thì là nó giống như kiểu như là vải vải đũi anh em ạ. Sờ rất là sướng. Hai túi hai bên này. Đây, form size L này. Cái màu nâu này rất đẹp này, màu nâu rất là dễ mặc em nhé. Màu nâu này xong cổ áo này, còn cái màu kiểu xám này, cực kỳ đẹp luôn. Mã P57 này, vai 47, ngực 57, dài 67. Đấy, số áo, chỉ số áo rất là đẹp, cho anh em 55-65 cân nhé. 1m63, 1m70 mặc cho em, đẹp. Con này mới nó cũng phải trên 90% anh em nhé, áo rất là mới. Đây, cục dự phòng này, đáng tiếc thì vẫn còn mới lắm. Mã tiếp theo, Shipulai. Kiểu áo kẻ caro này, màu này, phối màu rất hay nhá. Con này cũng cực kỳ mới này anh em này, con này cũng mới phải trên 90%. Đây, anh em xem cái cổ áo này. Đấy. Đây, chỗ này là có logo thêu này, SF này, cái tắt tên thương hiệu của hãng này, cúc này nó cũng cực kỳ đẹp luôn. Mã P58 này, vai 50, ngực 54, dài 65 này. Cho anh em nào 6-70 cân nhá, 6-70 cân, tầm 1m khoảng 1m62 đến tầm 1m68 mặc là đẹp nhé. Hai cúc dự phòng luôn. Con này là made in Japan anh em nhé, hàng made in Japan luôn, cực kỳ đẹp luôn này. Anh em nhìn cái màu này, ui áo này ơi, nó để cạnh áo của em, áo mình như màu cháo long này, chết rồi. Lại một em áo gốp tiếp này anh em này, áo gốp này, logo thêu này, con này rất chất luôn này, tận 4 cúc này, logo thêu này của Perigate này, con này của Perigate nhá, thương hiệu áo gốp. Đây có chữ gốp này, xong có thương vương miện này, số 89 này. Đấy, hãng này từ năm 89, rất lâu đời rồi. Đây, đằng sau nó cũng thêu này, cái vương miện này cực kìa đẹp luôn. Con này độ mới cũng phải 95% anh em nhé, rất mới luôn. Nói chung là hàng thì là hàng em cũng là đi nhặt từng cái một cho anh em, cũng phải đống này nhặt cho anh em cũng phải từ khoảng 400-500 con áo ra mới được từng này, được có vài chục con áo cho anh em. 6 này, áo số 6 này. Con này là mã P59 này, vai 47 này, ngực 58, dài 71. Đấy, những cái con áo con này thêu này, những cái con áo kiểu dòng áo gọi là áo cho dân thể thao, giống kiểu như là áo châu Âu ấy, như kiểu Lacoste này, đấy, hoặc Tommy này, nó làm áo vai thì là vừa vừa nhưng mà cực áo rất là dài này, cho anh em kiểu như là dáng người đẹp ấy, cao gầy. Đấy. Thì con này là vai 47 này, ngực 58, dài 71, cho anh em là khoảng 6-70 cân nhá. 60-70-75 cân được, cao tầm 1m68-1m75 cho em, mặc đẹp. Này, tác điếc đầy đủ hết này, rất mới luôn. Mã tiếp theo này, một em con này của Chainland này, một con áo nó làm rất là tinh tế nhá. Đây, cái túi nó như kiểu như là đây, có con bò đây, kiểu con bò nó đang hé mặt ra đấy, rất đẹp. Bên này thì là họa tiết thêu này, họa tiết thêu này rất đẹp nhá. Đấy, Chainland tên hãng này, đây Chainland Sport form size M này. Con này thì là chất liệu cốt tông anh em nhé, chất liệu cốt tông này. Đây, áo này làm rất là tinh tế nhá, rất điệu luôn. Đây, xẻ này thì nó là một màu rồi, đằng sau thì là trơn hết. Mã P60 này, vai 56, ngực 58, dài 70. Con này thì tầm cũng phải tầm 7-80 cân nhá, tầm 7-80 cân, dài 75 cơ. Em đọc nhầm, dài 75, chữ xấu quá. Con này tầm phải trên 1m75 mặc cho em nhá. À, rất mới luôn. Con size M như kiểu M châu Âu ấy. Tiếp theo em Lacoste này, ôi, sờ cái khác ngay, Lacoste này. Sờ cái chất vải cái sướng hẳn luôn, sướng hẳn tay, Lacoste này. Cúc thì vẫn là cái dòng cúc kiểu cúc ngọc trai của Lacoste này. Con này là form size số 3 nhé, số 3 này anh em này, số 3 này. Màu áo này màu cực đẹp luôn.
Đây, anh em xem này, theo là cột này. Con này thì độ mới nó cũng rơi vào tầm khoảng 90% anh em nhé. Đây anh em nhìn cổ áo này, độ mới nó rơi tầm khoảng 90%. Con này là mã P61 này, vai 44, ngực 50, dài 70 này. Cho anh em nào khoảng từ 55-65 cân nhá, 1m68 này, 1m72 mặc cho em đẹp. Này, cái tác của cái thằng thằng Lacoste này sờ nó sướng hơn là các cái tác khác của các hãng khác nha anh em nhé. Em sờ cái tác này nó làm nó chất liệu nó thích hơn, không hiểu sao. Tiếp theo này của em, con này Lacoste này, Lacoste màu hồng nhá, Lacoste màu hồng này, vải thể thao sờ rất sướng này. Đây con này có túi này, túi này in này, họa tiết in nhá, in với con chim này. Đây bên này là cái này là thêu này, hút này, hút con này kiểu đơn giản thôi. Đấy, có chữ Sport Tip này. Đây là cốt này, con size S nhá, con size cho người Việt mình này. Đây cổ áo này, đặc biệt hơn là con này nó lại có cái túi ở đằng sau anh em ạ. Đây đây, áo rất hay nhá. Đây có túi đằng sau cho anh em đựng đồ này. Đấy rồi đấy, cho anh em nào kiểu mặc quần không có túi đấy thì áo này lại thêm một túi nữa đằng sau cho anh em, rất hay. Con này là mã P62 này, vai 43, ngực 49, dài 65, 1m63, 1m70 nhá, tầm 55-65 cân mặc cho em. Áo hồng, cực kỳ chất luôn, Lacoste Steep. Cái thương hiệu này thì quá nổi tiếng rồi, con này made in China anh em nhá, made in China. Mã tiếp theo này bọn em Abercrombie này, con này logo theo hình con tuần lộc. Lộc hãng của châu Âu. Con này thì là độ mới nó chỉ tầm khoảng 85% thôi anh em nhé, 85% thôi. Đấy, con nào mới như nào thì em báo luôn cho anh em nắm được. Đây, bên trong cổ áo thì nó có các cái phần thêu lụa này, mặc con này rất là thích luôn đấy. Đây, lụa này. Đây, con size M này, con made in Macau nhá, made in Macau nhá, made in Macau này. Đấy, anh em nào mà cứ thử xem made in Macau thì anh em thử xem, hôm nào mà đi chơi đỏ đen thử mua quần áo này về xem, mà biết đâu nó lại đổi vận sao. Đây màu xanh này rất lộc lá nhá. Đấy, thử xem nào, mặc vào đen quá thì lại nhắn cho em Dương vào đổi cho anh áo khác. Mà P63 này, vai 47, ngực 55, dài 73, con này cũng phải to anh em nhá, con này tầm 70-80 cân này, tầm trên 1m75 mặc cho em nhá. Ôi đẹp xịn thật đấy, trăm trăm cân tông này, tác nó nhìn xịn nào. Tiếp theo là một em của Jim Thompson này, Jim Thompson này, Jim Thompson, thương hiệu này cũng rất nổi tiếng của châu Âu nhá. Thì anh em cứ thử tìm search cái thương hiệu này. Đấy, nhìn con áo là anh em đã thấy cái dòng luxury rồi. Cái hãng này thì là họ thiết kế áo nó theo bộ sưu tập ấy. Bây giờ mà con áo này mà để mà anh em đi mua mới thì chắc chắn là không có rồi. Đấy, thế còn áo của nó thì nó, em tìm hiểu thì nó khoảng một con áo nó rơi tầm khoảng 200 đô thế thôi, tầm đấy thôi. Đây anh em nhìn con áo này, con này mới cũng phải tầm 90% chia 90%. Cái họa tiết này trông rất là đẹp nha anh em nhé. Đấy, nó thiết kế theo bộ sưu tập và cái đương nhiên là nó sẽ, cái số lượng sản xuất nó chỉ có giới hạn thôi. Đây anh em tra thử cái Jim Thompson này, này form size M này, cúc này, làm rất là đẹp nhé. Mã P64 này, vai 51, ngực 58, dài 76 này. Đấy, con này thì cũng khoảng 70-80 cân nhá, trên 1m75 mặc cho em. Màu con áo này, phối màu cực kỳ đẹp luôn, chất liệu con này cực kỳ mát nhá anh em nhá. Này, này cho anh em xem. Em sẽ show rất chậm sản phẩm nhá, thì để cho anh em đây 100% Mercedes cotton này, chứ nó không phải cotton thường. Đây để tí em search em xem cái cotton là cotton gì. Hay quá, áo rất hay luôn. Đấy, thì là nếu mà em nói như này mà có hơi chậm quá ấy,
thì là anh em cứ comment dưới giúp em nhé, để ở các video sau em sẽ cải thiện hơn. Tiếp theo này, em Hugo Valentino này, cũng hàng Italy nhá. Đấy, nó cũng kiểu như các thương hiệu như con Dunhill ấy. Đấy. Không hiểu sao đây con này như vậy này. Không hiểu sao những cái thằng hàng của Italy thì là thực ra là em search giá nó rất là cao nhá. Toàn 700-800 đô thôi. Đấy. Chắc là nó bên Ý là bên đấy công nhân lương nó cao. Hay như thế nào đấy, đây, Valentino này. Thực ra con áo này thì là tỉ rất là tỉ mỉ rồi. Kể cả chất vải rất là sướng rồi, mà không hiểu sao giá tiền nó lại đội lên cao như vậy. Đấy, Valentino này, đây bên này nó chỉ có chữ Valentino bên này thôi. Đây bên cổ áo bên này này, Hugo Valentino này, rất xịn luôn anh em nhé. Đấy, những cái con áo mà nó có cái chữ ký thêu ấy ở bên cổ áo như thế này, những cái dòng Valentino em nhìn mà nhìn con áo đã mình mặc mà nhìn cái cổ áo trông đã thấy sang rồi. Đây, con này thì độ mới khoảng 90% anh em nhé. Này, anh em xem cổ áo này. Đấy, mới không? Đây, phong size M đây. Thì là nó con này áo nó cũng dễ mặc. Đây, bên này này. Tag này. Đây, tag này. Rất mới luôn. Con này mã P65 nhá, vai 52 ngực 56, dài 68, khoảng 670 cân nhá. 1 m, con này khoảng 1 m 63, 1 m 70 mặc cho em là được. Đây nhá, bên này anh em này, bên này này. Cái đường áo này. Nó chỉ đến đây này, chứ nó không hết cả áo nhá. À đây, nó đến đây. Trông rất hay. Mã tiếp theo này, một em Tommy Hilfiger này, form size XL này. Đấy, đằng sau cổ áo này. Nó có thêu này, 8H5 này. Con size XL này, dáng slim fit này, con này áo to. Đây. Logo thêu này. Đây. Đây, đây nó có hai cái đường chỉ này, trông quần áo nó chất hơn. Con này mã P66 này, vai 48 ngực 58, dài 78. Đấy, những cái thằng áo Tommy đấy. Áo Tommy rồi Lacoste, nó làm cái vai nó toàn từ khoảng dưới 50, không hề kiểu như là làm to như các cái áo kiểu áo khác. Thì con này cũng khoảng tầm 70-80 cân nhá, trên 1 m 75 mặc giúp em. Tommy này, Tommy con này này. Màu xanh này, con này là made in Việt Nam anh em nhá, hàng made in Việt Nam. Mà tiếp theo một em Adidas Climacool này. Chất vải thể thao polyester cho anh em nhé, mặc đi thể thao, form size L, màu đỏ này. Cúc này, cúc cực kỳ mới luôn này, form size L, Climacool này. Con này cũng rất là mới anh em nhé, cũng phải mới trên 90%, cực kỳ mới luôn. Con này là mã P67 này, vai 54 ngực 58, dài 74. Con này cũng phải 70-80 cân giúp em nhé, trên 1m75 mặc cho em. Bên này là họa tiết in nhé, in Adidas này. Con này chả chê đâu được, bộ cái hơi to, chả lỗi nào. Mà tiếp theo là một em của Precept này. Đấy, con này là logo thêu này. Họa tiết con này rất đẹp nhá. Áo cũng mới trên 95%, rất là mới. Đây, có cái lá cờ Mỹ này. Đấy, cái màu họa tiết này thì cũng rất là dễ mặc anh em nhé, rất là dễ mặc này. Con này là mã P68 này, vai 49, ngực 59, dài 67 này. Con này tầm 55-65 cân nhá, 1m63, 1m70 mặc giúp em. Áo rất mới. Nói chung là em đi Ramechina này, em đi nhặt kiện ấy, thì là bao giờ cũng là ưu tiên là áo mới cho anh em. Áo mới này, rồi những cái thằng thương hiệu lớn này. Đấy, những con áo chất này. Độ mới bao giờ là em cũng đặt lên hàng đầu. Machio này, size M này. Size M này. Con này cũng mới khoảng 90% anh em nhé. Đây, con này là khóa kéo đây, da này, còn rất mới luôn. Rất mới luôn. Anh em nhìn này. Con này kiểu chất vải của nó kiểu như là len ấy anh em nhé. Chứ không phải cốt tông đâu.
em mặc trời mùa một xuân một thu đó. Này, khác này. Đây anh em xem một chất áo này. Con này mã P69 này, vai 51 ngực 57, dài 70, khoảng tầm 6 70 cân nhá, 1m68 1m75 mặc giúp em. Con này màu đen anh em nhé, màu đen. Đây, tag đây anh em nhá, tag này. Chúng ta đến với mã tiếp theo là em Adidas này, chất liệu cốt tông nhá. Cốt tông nhưng cốt tông này kiểu cốt tông co giãn 4 chiều cốt tông mát nhá. Của Adidas này. Adidas này. Đây. Không size L này. Con này là đây, chưa thấy mới đi ở đâu này, rất mới luôn, cực kỳ mới luôn anh em nhé. Này con này nó lại theo kiểu này, theo này rất đẹp luôn anh em này, rất điệu. Cúc này, cúc làm rất là hay này, cúc màu nâu rất là hay nhé. Cái màu xanh này nó không phải xanh đậm quá này, màu rất là hay. Đây bên này là có climate này. Mã P70 này, vai 50 ngực 56 dài 68, khoảng 6-70 cân nhá, 6-70 cân, 1m63, 1m70 mặc giúp em. Đây bên này nó lại có họa tiết theo này của Adidas này. Đây nó chỉ có cúc dự phòng ở đây thôi, tại tác nó làm ở trên này hết rồi. Đấy, anh em mà mua về thì cũng nói chung là cũng nên cắt bớt cái này đi, mặc cho nó thoải mái. Mà tiếp theo này một em con này của Crystal Way, Crystal Way. Con này thì vẫn còn nguyên tác ở trên store này. Độ mới thì chắc chắn là nó sẽ phải trên 97-98% rồi. Đương nhiên là không thể nào 100% được rồi. Tại vì là nó là hàng ở trong kiện ép mà. Nó sẽ không thể nào mà mới 100% được. Đây, con này logo theo này. Chất liệu này cực kỳ mỏng anh em nhé. Rất mỏng anh em nhé. Rất mỏng luôn. Con này mã P71 này. Vai 50, dài 54. Vai 50 ngực 54 dài 75. Con này cũng phải 70-80 cân nhá, trên 1m75 cho em. Made in Taiwan. Mã tiếp theo này, mã P72 này, vai 51 ngực 57 dài 73. Con này cũng 70-80 cân nhá, trên 1m75 mặc cho em. Áo màu hồng này, áo màu hồng này. Con này là của Ken Group, form size LL này. Con này thì là nó vừa có cúc ở đây này, vừa có khóa kéo nhá, còn rất là mới, áo mới trên 90%. Đấy, khóa kéo cực kỳ nuột luôn anh em nhìn này, trong quần áo này, trong có thiết kế ngon không, túi này. Đây chất liệu của con này thì là chất liệu kiểu như là nó như kiểu vải đũi anh em ạ, rất là mát nhá. Mã tiếp theo này còn Everblast này. Everblast này, màu này thiết kế rất là đẹp này. Bên này là logo theo của hãng này, logo theo này. Mã P73 này, vai 52 ngực 62 dài 70. Con này khoảng 6-70 cân nhá, 1m68 1m75 mặc cho em. Đây, cúc này. Mã tiếp theo này một em Chusadi này, hàng cũng của Italy đấy nha anh em nhé. Những cái thằng made in Italy này cực kỳ đắt luôn, hãng Chusadi này. Đây, cúc này anh em nhìn cúc trông chất đâu, màu xanh này rất dễ mặc này. Logo theo này, Chusadi này. Mã P74 này, vai 58 ngực 61 dài 70, cũng khoảng con này phải 70-80 cân nhá. 70-80 cân trên 1m7 cho em. Đây, made in Italy đây cho anh em. Đây. Made in Italy nha anh em nhé. Tiếp theo này một em con này Fly Out này, con này áo polo thể thao này. Đấy, chất liệu polyester nhá. Có các cái lỗ thoáng khí này cho anh em mặc đi thể dục thể thao này. Fin Out này. Đấy, chất liệu con này thì nó cũng kiểu na ná cái con áo hét nha anh em nhé. Đấy, áo hét đấy. Đấy, chất liệu nó na ná như vậy. Anh em ra store mà mua những cái con áo mà 100% polyester như thế này thì nói chung là bao giờ cũng phải tiền triệu. Đây, cúc này. Đây, ao này. Mã P75 này, vai 49, ngực 56, dài 72. Dài 72. Đấy, 6-70 cân cho em nhá.
67 mấy cân, tầm trên 1m7 mặc là đẹp rồi. Đây, tắc đen này, này. Tắc đen của Nhật này. Đây, áo polo thể thao. Mã tiếp theo này một em Fred Perry này, áo này rất là đắt này. Fred Perry này, form size M nhá. Cổ áo này. Đây con này anh em nhìn cổ này, cực kỳ mới luôn nhá. Đây, cổ áo nó làm vàng đỏ này, rất đẹp này. Cúc thì cúc kiểu ống ánh ngọc trai giống như kiểu cúc của đội Lacoste đấy anh em nhá. Đây, giống kiểu cúc của Lacoste. Bên này nó thêu này. Thêu này. Đấy, con này thì áo màu đen rồi, áo màu đơn giản rồi. Thiết kế đơn giản nhưng mà rất là tỉ mỉ anh em nhé. Đây, tay áo này, ui, có giãn cực kỳ sướng luôn này. Ui, con này mới nó phải 95% anh em nhé, cực kỳ mới luôn. Mã con này P76 này, vai 49 ngực 52, dài 67 này, form áo chuẩn luôn nhá. Con này 55-65 cân này, 1m63, 1m70 mà cực đẹp luôn. P76 này, đây. Cúc này, tác này em nhìn mới không? Rất mới luôn. Mã tiếp theo này, một em Under Armour này. Under Armour cũng kiểu dòng áo polyester chất liệu thể thao anh em nhé. Polo này, đây logo thêu này. Logo thêu này, đấy, mùa hè đến nơi rồi. Anh em làm vài con áo thể thao này mặc cho nó mát. Under Armour thêu này. Đây. Cúc thì dập tên dập logo của hãng này, mã P77 này, vai 52, ngực 59, dài 70. Con này cũng kiểu khoảng gần 65-75 cân nhá. 65-75 cân, 1m68, 1m72 mặc cho em. 1m75 mặc được, đẹp. Đây, rất mới anh em nhá, con này made in China này. Áo con này mới cũng phải 95% anh em nhá, mới 95%. Mã tiếp theo này, một em con này của Abachot này, Abachot này. Em nhớ không nhầm thì hãng này cũng của Ý này. Chất liệu áo thì cái chất liệu cũng kiểu áo thể thao mát nhá. Đây anh em nhìn này, nó rất nhiều các cái lỗ thoáng khí đây, rất thích hợp cho anh em mặc ngày hè này. Đây bên này thì là nó có khóa kéo này. Đây con này thì nó là bấm này, cúc bấm này, đấy, cúc bấm này, màu rất đẹp nhá. Anh em nhìn màu này kết không. Mã P78 này, vai 44, ngực 53, dài 64, cũng khoảng 55-65 cân nhá. 1m63, 1m70 mặc cho em đẹp. Áo là chất rất hay. Đây. Đây, con này có chất liệu pha nhá, chất liệu cốt tông pha nhá, chứ không phải là cốt tông bình thường đâu, kiểu thể thao ấy, mát ấy. Đây. Đây, con này thì mới nó cũng phải trên 95%, con này mới phải 97-98%, như mới luôn, khá là áo mới. Một em áo gọi là cho anh em lãng tử nhá, của Tha Khác này. Đây giống cái con lúc đầu video em lên nhá. Đấy, con này thì là kiểu áo thì là chất liệu của nó thì là chất liệu này như kiểu là mông tô ghi hay gì đấy, con size M này anh em sâu sát cho anh em để anh em xem được cái chất liệu này. Đấy, áo này, cúc này, đây cúc từ đầu đến cuối này. Đấy, không khác gì một con áo khoác cả. 300.000 anh em mua một con áo như kiểu áo khoác nhưng mà thực tế nó lại là áo đây, áo thu đông. Đây, đây cái chỗ này là để anh em sắn lên này, sắn lên thành cái áo cộc ở đây nhá. Anh em sắn này, đây có cúc này. Đấy, cúc này, nó có cái dây này cho anh em là đây, sắn con áo đến đây nhá. Đấy, mặc con này cực kỳ chất, lãng tử luôn. Đấy, mà con này đi tán gái tuyệt vời. Đây, anh em nhìn đằng sau này. Rồi, con này xem nào. Tác đây cho anh em xem. Tác này, rất là mới luôn. Áo cực kỳ mới luôn. Đấy, con này thông số của nó là mã P79 này. Vai 44, ngực 57, dài 68. Thì nó cũng là khoảng 55-65 cân thôi. Khoảng 55-65 cân thôi. 1m63, 1m70 mặc đẹp thôi. Đấy, con áo rất chất nha anh em nhé. Đây, anh em. Nó không phải dòng áo polo bình thường. Cho anh em mặc kiểu lãng tử, đi tán gái tuyệt vời. Rồi, mặc cuối cùng này một em Lacoste này, form size số 2. Đấy, cái màu này thì anh em chú ý cho em nhé. Chỉ có anh em nào mà da trắng da sáng thôi, mặc nó là siêu phẩm.
Bình thường mình đẹp trai thang điểm số 10 thì mặc con này vào thì thang điểm nó sẽ là số 20. Nếu mà anh em da trắng. Đây, cá sấu này. Đây, cúc này, cũng kiểu ngoài ngọc trai nhá. Đấy, mã cuối cùng này, mã P80 này, vai 44, ngực 50, dài 69, 55 65 cân này. 1 m, con này khoảng 1 m nào, 1 m 68, 1 m 72, mặc cho em đẹp nhá. Đây, siêu mới luôn. Mét con này là made in Japan luôn anh em nhé, made in Japan, siêu chất luôn. Rồi, vậy là em đã lên hết tổng cộng 40 mã áo polo của nhà em hôm nay. Thì cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi video. Anh em nhớ bấm vào nút đăng ký và nút chuông nhé, để theo dõi được thêm nhiều những cái video của em Dương. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.